phàng, đó là cụm từ chính xác nhất. Không còn là một vùng ven với rừng rậm và đầm lầy, không còn là những khu dân cư thưa thớt và những con đường đất sập xệ. Chỉ trong vòng 5 năm, với cú hích đầu tiên từ cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây, quận 9 đã chuyển mình với những dự án quy mô và cơ sở hạ tầng được đầu tư mạnh mẽ, trở thành miền đất hứa, nơi an cư cho hàng vạn gia đình và là mỏ vàng cho giới đầu tư bất động sản. Nhờ chính sách phát triển hạ tầng của thành phố với định hướng vào khu vực phía đông, hàng loạt dự án trọng điểm đã và đang được hoàn thành tại quận 9. Đồng thời, các con đường huyết mạch như Đỗ Xuân Hợp, Nguyễn Duy Trinh được nâng cấp trở nên rộng rãi, khang trang hơn. Quận 9 đang dần trở thành cửa ngõ giao thông của thành phố. Ở thời điểm hiện tại, hầu hết các công trình giao thông trọng điểm đều đi qua quận 9. Việc di chuyển đến các khu vực lân cận và trung tâm trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Bên cạnh đó, tuyến metro Bến Thành Suối Tiên có giá trị hàng tỷ đô la Mỹ. Khi đi vào khai thác vận hành, sẽ biến quận 9 trở thành một trong những khu vực tấp nập nhất thành phố. Nằm cạnh trung tâm Sài Gòn náo nhiệt, nhưng quận 9 vẫn giữ được những khu vực phong cảnh gần gũi với thiên nhiên, sông nước. Bao quanh bởi hệ thống sông Đồng Nai, sông Tắc, sông Ông Nhiêu, khí hậu trong khu vực quận được điều hòa luân chuyển, tạo cảm giác mát mẻ quanh năm. Với nhiều mảng xanh và mật độ xây dựng thấp hơn các quận khác, quận 9 là một trong những quỹ đất hiếm hoi của thành phố, có thể mang đến một không gian nghỉ dưỡng riêng biệt trong lành. Theo báo cáo của CBRE Việt Nam, trong bối cảnh nguồn cung ngày càng hạn chế, quận 9 sẽ tiếp tục là điểm nóng của thị trường. Ngoài những hệ thống hạ tầng hiện hữu, quận 9 đang được đầu tư xây dựng hàng loạt hệ thống hạ tầng mới. Giao thông thuận tiện, không gian sống trong lành, tốc độ phát triển chóng mặt. Quận 9 đang dần vươn lên thành một trong những khu vực đáng sống nhất thành phố Hồ Chí Minh năng động, một vị trí vàng của tương lai. Vinhomes Grand Park, thành phố công viên giữa Sài Gòn năng động. Sở hữu vị trí vàng đầy tiềm năng, nằm giữa trung tâm quận 9, trải rộng trên hai phường Long Bình và phường Long Thành Mỹ. Phía bắc giáp đường Phước Thiện, phía tây giáp đường Nguyễn Xiển. Tọa lạc tại nơi giao điểm của hai dòng sông lớn là sông Đồng Nai và sông Tắc. Sở hữu hệ thống giao thông vô cùng thuận tiện. Chỉ 10 phút di chuyển tới ga metro Bến Thành, Suối Tiên và đến bến xe miền Đông. Kết nối với trung tâm quận nhất chỉ khoảng 20 phút, khoảng 18 km từ khu đô thị Vinhomes Central Park và khoảng 20 km đến cầu Thủ Thiêm, quận 2. Có thể kết nối dễ dàng với Vinhomes Grand Park qua hai tuyến đường. Tuyến số 1 đi từ Lê Văn Việt, Nguyễn Văn Tăng, Nguyễn Xiển, Phước Thiện. Tuyến số 2 di chuyển theo hướng cao tốc Long Thành Dầu Dây, Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Xiển. Trong tương lai, tuyến đường Vành Đai 3 sẽ là trục đường chính kết nối trực tiếp khu đại đô thị Vinhomes Grand Park với trung tâm thành phố. Đường Nguyễn Xiển, đường Nguyễn Duy Trinh kết nối quận 2 với quận 9, nằm trong kế hoạch đầu tư nâng cấp mở rộng. Mạng lưới giao thông hoàn thiện xuyên suốt này sẽ đáp ứng mọi nhu cầu di chuyển của cư dân. Cầu Long Đại bắc qua sông Tắc, kéo dài từ đường Vành Đai 3, nối thông Vinhomes Grand Park với cao tốc Long Thành Dầu Dây và nối liền hai khu công nghệ cao. Cư dân Vinhomes Grand Park dẫn đầu xu hướng di chuyển bằng phương tiện công cộng nhanh, sạch, an toàn khi dự án đường sắt đô thị hoàn thành. Vinhomes Grand Park sở hữu vị trí chiến lược kết nối những địa điểm trọng yếu của thành phố. Điểm kết nối giao thông đường thủy trên sông Đồng Nai, sông Tắc, kết nối hai khu công nghệ cao của quận 9. Chỉ cách sân bay Tân Sơn Nhất 21 km và 40 phút đến sân bay Long Thành. Được bao bọc bởi các trung tâm vệ tinh, trong vòng bán kính 1 km, Đại học Fulbright, khu công nghệ cao 2 quận 9, khu sinh thái giải trí vườn Sơn Góp Thủ Đức, trong bán kính 2 km, khu công nghệ cao 1 quận 9, trung tâm hành chính quận 9, bán kính 4 km, khu du lịch Suối Tiên, trung tâm thể dục thể thao quận 9, bán kính 5 km, công viên lịch sử văn hóa dân tộc, khu công nghiệp Phú Hữu, bán kính 8 km, làng đại học thuộc Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, khu đô thị Thủ Thiêm. Sở hữu đại công viên quy mô hàng đầu Đông Nam Á
Vinhomes Grand Park vượt ra ngoài mọi chuẩn mực của một đô thị hiện đại, mở ra cơ hội đầu tư tiềm năng, nơi sống lý tưởng. Vinhomes Grand Park hiện thực hóa ước mơ phát triển các khu đô thị vệ tinh hiện đại, ứng dụng nền tảng thông minh đồng bộ. Hãy tận hưởng căn hộ hiện đại của riêng bạn trong không gian xanh rộng lớn, đầy đủ hệ thống tiện ích cùng hạ tầng xã hội phát triển. Vinhomes Grand Park, thành phố công viên.